Xin chào tất cả các em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các em một bài học mới. Đấy là về tính từ trong tiếng Anh. Thì định nghĩa của tính từ rất đơn giản. Các em hiểu tính từ là những cái từ dùng để miêu tả những cái đặc điểm hay là tính chất của con người hay là đồ vật hay là một sự vật bất kỳ nào đấy. Thì em sẽ gọi đấy là tính từ. Và ký hiệu của tính từ trong tiếng Anh, các em viết tắt đấy là ADJ. Nó là viết tắt của cái từ adjective, gọi là tính từ trong tiếng Anh. Thì mình sẽ có một số ví dụ về tính từ trước như sau. Đấy là các em có từ xinh đẹp đi, các em có từ là beautiful, hay là từ tính từ tốt, các em có good, và tính từ tồi tệ, các em có từ bad. Đấy. Và tiếp theo mình muốn nói đấy là các em sẽ tìm hiểu về những cái vị trí phổ biến của tính từ khi mà mình nói trong câu. Thì cái vị trí thứ nhất, các em sẽ dùng tính từ, em đặt tính từ trước cái danh từ hoặc là cụm danh từ nào đấy. Đấy, mình có ví dụ đầu tiên, các em tham khảo. He has an expensive car. Các em sẽ dịch anh ấy có một chiếc xe ô tô đắt tiền. Thì trong câu các em thấy danh từ đấy là car, là chiếc xe ô tô. Và đắt tiền là tính từ expensive. Cái tính từ này các em sẽ hiểu đấy là bản chất của cái ô tô này nó chính là đắt tiền. Đấy, thì tính từ các em sẽ đặt trước cái ô tô, có nghĩa nó đặt trước cái danh từ đấy. Em sẽ nói là expensive car. Hay là nếu như các em muốn nói là một chú chim phúng phính đi, một chú chim rất là bé nhỏ phúng phính chẳng hạn. Các em có từ phúng phính trong tiếng Anh, tính từ đấy là chubby. Đấy, và chú chim đấy là bird. Thì các em thể nói là chubby bird, cũng tương tự như là expensive car. Các em đặt tính từ trước cái danh từ đấy. Tiếp theo thì các em có vị trí thứ hai của tính từ trong câu. Thì tính từ này các em sẽ đặt sau cái động từ to be. Các em biết rồi, động từ to be đã học đấy là những cái từ như là am hay là is và are. Đấy là các động từ to be. Thì tính từ sẽ đặt sau động từ to be đấy. Đấy, thì tương tự nó cũng có thể được đặt sau những cái động từ nối trong tiếng Anh. Động từ nối các em sẽ có những cái từ như sau nhé. Ví dụ như là động từ seem, tiếng Anh có nghĩa là dường như, động từ nghĩa là dường như. Động từ tiếp theo, động từ feel, có nghĩa là cảm thấy. Hay là những cái động từ như là look, trông. Đấy, become, có nghĩa là trở thành. Hay là stay, hay là keep, hay là smell, đấy, vân vân. Đấy gọi là những cái động từ nối trong tiếng Anh. Thì tính từ cũng được đặt sau những cái động từ nối như thế. Mình có hai ví dụ, các em tham khảo cho mình. Ví dụ đầu tiên là khi mình đặt tính từ phía sau động từ to be đi. Mình có câu đấy là we are cute, chúng ta thì đáng yêu. Đấy, are các em sẽ dịch là thì, đúng không? Cute là tính từ, có nghĩa là đáng yêu. Thì em đặt sau cái to be đấy thôi. Câu này có nghĩa là diễn tả cái sự bản chất của chúng ta thì đáng yêu. Đấy, các em hiểu như thế. Tiếp theo với cái ví dụ về động tính từ đứng sau động từ nối, các em có câu đấy là she seems busy all the time, có nghĩa là cô ấy dường như bận rộn suốt. Đấy, busy là tính từ chỉ sự bận rộn của em, cái bản chất bận rộn, tính từ là busy. Các em thấy động từ nối trong câu được dùng đấy là seem, là dường như. Thì các em sẽ ghép nó vào như thế thôi. Cô ấy dường như là bận rộn suốt. Đấy là cách dùng những cái vị trí phổ biến của tính từ trong câu. Các em lưu ý. Đấy, thứ nhất là các em nhớ là nó đứng trước một cái danh từ hoặc cụm danh từ như mình bảo. Hoặc là nó đứng sau to be hay là động từ nối. Thế thôi. Đấy, và tiếp theo, đây là một cái kiến thức nâng cao hơn một chút. Các em có thể tham khảo, các em có thể xem để áp dụng một cách tốt nhất. Cái kiến thức này đó là khi mà mình nói về cái sự sắp xếp trật tự của tính từ. Khi mà trong những cái thứ, trong cái lúc mà các em muốn ghép một gọi là danh từ, cụm danh từ đi, đúng không? Cụm danh từ là các em nhớ lại nó là những cái danh từ nhưng mà trong đấy nó có một, gọi là một cái cụm, trong đấy có nhiều thành phần khác nhau. Có thể là có tính từ vào đấy nhiều, đúng không? Thì mình đang nói đến cái việc sắp xếp tính từ trong cụm danh từ. Có
có nghĩa là một cái cụm như thế. Các em có thể có nhiều tính từ lớn, có nghĩa là hai tính từ trở lên được ghép vào cùng một dãy như thế để diễn tả những cái bản chất khác nhau của cái danh từ mình đang nói đến. Thì có những cái kiểu tính từ khác nhau, có rất là nhiều loại tính từ khác nhau, các em nhìn xem. Thì có những cái tính từ ví dụ như tính từ chỉ opinion, chính là cái tính từ chỉ cái quan điểm của em về cái gì đấy. Ví dụ em nói một cái gì đấy là nó xinh đẹp đi, em nghĩ nó xinh đẹp, ý kiến của em về cái đấy là em nghĩ nó xinh đẹp, hay là em thấy cái kia nó xấu xí. Đấy, thì đấy là gọi là tính từ chỉ cái quan điểm của em, opinion. Tiếp theo mình có những cái tính từ khác, ví dụ như là color hay là shape. Color thì những cái tính từ chỉ màu sắc đi, các em biết rồi đúng không? Những cái từ màu sắc ví dụ như là black, white, pink, hay là những cái tính từ chỉ shape như là cái hình dáng, các em có béo chẳng hạn là fat, hay là to đi là big, bé nhỏ là small. Đấy, thì các em nhìn cho mình những khi mà các em muốn ghép những cái tính từ trong một cái cụm danh từ như thế thì các em sẽ sắp xếp như mà mình đã ghi trên slide cho em. Đấy, sắp xếp từ mình sẽ đặt cái tính từ đầu tiên và trước nhất, đấy là tính từ opinion, chỉ quan điểm của em. Tiếp theo thì các em sẽ đến tính từ chỉ cái kích cỡ, đấy là size. Đấy, kích cỡ mình như mình vừa bảo to hay là bé. Đấy, hay là rồi tiếp theo sau size các em sẽ đặt những cái tính từ chỉ tuổi tác, nó là lâu đời này, hay là rất là trẻ, hay là già, thì đấy các em gọi là tính từ chỉ age, là tuổi tác. Sau age các em sẽ đặt những cái tính từ chỉ cái hình dáng. Đấy, hình dáng to hay là hình dáng vuông hay là tròn. Đấy, tiếp theo sau shape các em có tính từ về màu sắc là color. Là cái thứ 6, sau color các em có những cái tính từ về nguồn gốc từ Việt Nam hay là nguồn gốc từ Nga hay là Trung Quốc hay là Mỹ. Đấy, thì đấy gọi là tính từ chỉ nguồn gốc. Ví dụ từ Việt Nam thì em có Vietnamese là thuộc Việt Nam đúng không? Hay là thuộc Mỹ là American. Tiếp sau origin thì các em đặt những cái tính từ chỉ vật liệu, material. Ví dụ như là vật liệu về gỗ đi, wooden, đúng không? Đấy, hay là vật liệu như là những cái vật liệu khác như là lanh hay là vải lụa silk, hay là như kiểu các em gọi về lông đi, đúng không? Hoặc là bông, đấy. Thì đấy gọi là những cái tính từ chỉ vật liệu. Và cuối cùng các em đặt những cái tính từ chỉ mục đích, purpose. Mục đích ví dụ như em bảo là đôi giày nhảy, thì nhảy đấy là tính từ chỉ mục đích của nó, dùng để nhảy. Đấy, thì các em nhìn cho mình một chút nhá. Mình có một cái số ví dụ các em phải tham khảo như trên. Ví dụ đầu tiên đi, các em sẽ sắp xếp là mình có câu như sau nhá. She has beautiful black hair. Các em thấy cụm danh từ ở đây là beautiful long black hair. Đấy, beautiful long black hair các em có thể dịch là mái tóc là đen, dài và đẹp. Đấy, cô ấy có mái tóc đen, dài và đẹp. Đấy, thì các em thấy beautiful long black hair, beautiful đây là tính từ chỉ opinion, cái quan điểm của em. Tiếp theo long là nó về size, là kích cỡ của nó, đúng không? Và tiếp theo cuối cùng chính là black là color, nói về màu sắc. Thì như các em đối chiếu đi, sắp xếp thứ tự từ 1 đến 8, thì trong cái câu này các em sẽ dùng tính từ sắp xếp ở thứ nhất này, thứ hai và thứ năm, nó theo một cái chiều như thế. Đây, tiếp theo các em có một cái ví dụ khác như sau. An old Russian wooden table. Các em dịch là một chiếc bàn bằng gỗ từ nước Nga và nó cũ kỹ. Đấy, thì như các em thấy đi, đấy mình sẽ theo thứ tự đấy là số 3 này, số 6 và số 7. Đấy là age, origin, material. Age ở đây các em dùng chính cái tính từ là old, là
già, cũ kỹ. Đấy, còn origin là thuộc nước Nga, Russian. Và material là vật liệu. Vật liệu ở đây là wooden, là bằng gỗ. Đấy. Còn là câu thứ ba nó khó hơn một chút và nó dài hơn. Đấy, câu này hơi nâng cao, tuy nhiên thì các em phải dịch như sau nhá. Đây là một cái câu cảm thán đi. Đấy. Các em dịch là, các em có câu như sau: What an ugly, big, old-fashioned, red, dancing pair of shoes. Các em dịch là quả là một đôi giày nhảy. Đấy. Màu đỏ, cũ kỹ, lỗi thời, to tướng và xấu xí. Đấy, câu cảm thán thường các em nói này nó hơi có vẻ như là hơi châm biếm một chút. Đấy, thì các em sẽ có thứ tự các tính từ dùng, đấy là số 1, số 2, số 3, số 5 và số 8. Đấy. Thì trên kia là một cái số trật tự sắp xếp tính từ mà các em có thể lưu ý cho mình một chút. Và các em chú ý một chút này, mình có một lưu ý nhỏ nhỏ ở đây. Thì như các em biết thì mình có tiếng Anh, thì mình có tiếng Anh American English và British English, đấy là Anh Mỹ và Anh Anh. Đấy. Thì cơ bản thì Anh Mỹ và Anh Anh nó khá là giống nhau, tuy nhiên nó có những cái sự khác biệt riêng của nó. Không phải khác biệt quá nhiều, tuy nhiên thì trong trường hợp mà sắp xếp tính từ thì nó có một chút khác biệt ở đây, các em lưu ý. Như các em thấy trật tự ở số 3, số 4 đi. Số 3 là age, là tuổi tác đi. Và thứ 4 đấy là shape, là cái hình dáng. Thì như các em biết thì American English theo kiểu Anh Mỹ thì các em vẫn sắp xếp là 3 rồi mới đến 4, có nghĩa là tuổi tác trước, sau rồi mới đến cái shape, cái hình dáng. Tuy nhiên thì theo kiểu Anh Anh, British English, các em lại đảo lại, có nghĩa là theo kiểu Anh thì các em sẽ cho cái hình dáng lên trước tuổi tác. Đấy, thì ví dụ mình có cái câu, những câu như sau em nhé. Về Anh Mỹ, các em có thể nói là an old big house, một ngôi nhà to và cổ. Đấy, thì old là tuổi tác, em đặt đứng trước big là cái hình dáng. Okay. Và các em có British English, kiểu Anh đi, các em sẽ có đấy là a big old house. Thì các em sẽ dịch đấy là một ngôi nhà cổ và to lớn. Thì đấy, như trên là những cái kiến thức cơ bản về tính từ trong tiếng Anh mà mình hy vọng các em có thể nắm vững, và dựa theo những cái ví dụ trên các em có thể nghiên cứu thêm, các em phải tự đặt câu thêm để có thể áp dụng tốt. Thì mình chúc các em học vui về cái phần tính từ trong tiếng Anh.